xin chào bác sĩ, em năm nay 22 tuổi nhưng mà da em đã có dấu hiệu nếp nhăn, da khô và không được sáng. Em có thể dùng vitamin E như Enad đang bán ở nhà thuốc hay không? Và dùng như vậy thì có sớm quá không? Xin bác sĩ giải đáp giúp. Như tôi đã nói ở trên ấy, là hiện tại thì nó chưa có cái chống chỉ định nào. Cái thứ hai ấy, là tác dụng phụ của vitamin E thì cũng chưa được chứng minh ở những cái nghiên cứu. Trong nghề y chúng tôi ấy, nói là có thể là dùng rộng rãi được. Đối với tuổi 18 trở lên là chúng ta có thể dùng được. Bởi vì nếu mà để đến 22, 25 tuổi mà chúng ta đã thấy xuất hiện là có nám ở mặt hoặc là có những cái nếp nhăn ở đuôi mắt, ở má thì chúng ta khi đó dùng là nó hơi chậm. Cho nên là để mà phòng ngừa, không à, cũng như là phát huy được cái tác dụng của vitamin E trong cái việc mà nâng cao sức khỏe và đặc biệt là sức khỏe cộng đồng thì chúng ta nên phổ biến rộng rãi là sử dụng vitamin E độ tuổi độ 22, 25 trở lên là tốt nhất. Trong các cái nhà nghiên cứu người ta đã chế ra một viên 400 đơn vị quốc tế là người ta cũng đã có cái ý của người ta rồi. Chứ không thì người ta chế 50, 100 thì người ta đã nghiên cứu rồi và người ta đưa ra một cái viên 400 đơn vị quốc tế là thích hợp. Thì hàng ngày thì ngoài những cái thức ăn mà chúng ta bổ sung vitamin E thiên nhiên như là vừng, lạc, rồi đậu, rồi mỡ, thực vật vân vân thì cũng khuyên là các bạn chúng ta nên là uống vitamin E trung bình mỗi ngày là một viên tương đương với 400 đơn vị quốc tế. Vâng, xin được cảm ơn câu trả lời của bác sĩ.